lại đến với kênh Bé Út TV Vlog nha. Và hôm nay thể theo yêu cầu của một bạn có cái comment là yêu cầu nhóm của tụi mình sẽ làm slime. Và ngày hôm nay tụi mình quyết định sẽ làm slime mây. Đó, rất là vui luôn. Một bịch cây sữa luôn, không biết sẽ ra được bao nhiêu củ slime mây. Thì mời các bạn cùng xem. Và đây là tất cả nguyên liệu để chúng ta sẽ làm slime mây ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chơi hết luôn nguyên một bịch kẹo sữa lớn loại 1 kg này luôn nha, của shop FGB nè các bạn. Đây là những nguyên liệu mà của shop FGB nha. Sẵn đây thì cũng làm thử luôn để cho các bạn xem là sản phẩm của shop FGB thì làm ra slime mây như thế nào. Đây là kẹo sữa ATM 1 kg 50.000. Những bịch tuyết nha. Tuyết này là bữa nay chúng ta làm tuyết thường. Tuyết thường là 10.000 đồng một bịch như thế này. Đó, chúng ta lấy 10 bịch tuyết. Một bịch borax ha, borax thì 5.000. Còn màu á thì quên đem màu kia xuống rồi. Bây giờ lấy luôn cái loại chai màu lớn này luôn nè. Ha, loại là màu khổng lồ nha các bạn. Đó, loại là màu khổng lồ luôn. Có màu vàng, màu xanh dương đậm, xanh dương lợt và màu hồng. Tiếp theo thì mình còn có chuẩn bị là một xô nước. Để chúng ta sẽ làm slime á. Và một chai nước suối này để một chút nữa các bạn sẽ pha borax với lại nước để làm dung dịch ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Đây, các bạn xem nha. Mình sẽ cắt cái kẹo sữa ra, đổ nó vô một cái thau. Giống như cục xịt. Và chúng ta sẽ dắt cho nó hết luôn nha các bạn. Dắt như là dắt sữa bò vậy đó. Đó, dắt ra, dắt đi nào. Dắt. Thể những cô gái hành lang. Cố lên. Đó, làm slime mây hết bịch này là lên cơ chuột luôn nha các bạn. Đó, đầu tiên chúng ta dắt kẹo sữa và vuốt. Trời ơi, coi kìa, tận dụng hết sức luôn á. Rồi chúng ta sẽ pha borax và quậy. Một bên là một bạn pha borax, còn bên đây là bạn này sẽ bỏ nước vào để quậy cho nó tan cái kẹo sữa ra đó. Đó, bạn bên kia thì sẽ lắc giống như là khoai tây lắc hay là đó các kiểu gì, hay là xoài lắc vậy đó các bạn. Đó, lắc rồi đổ ra cái thau. Đó, để mình đổ thêm nước, bạn đã lỡ bỏ nguyên một bịch borax rồi. Đó, cho nên là sẽ quậy thêm ra. Rồi bắt đầu mới bỏ từ từ vô trong cái kẹo sữa mà chúng ta đã pha với nước nha. Đó. Lụm nó, các bạn biết nó là lụm những cái cục borax còn dư bỏ vô á, nó đóng cục á. Đó, bây giờ thì bắt đầu chế vô nè. Các bạn chế rất là từ từ luôn nha. Đây các bạn xem nè. Và thao tác nhồi như là nhồi bột vậy đó. Sau khi làm slime xong, các bạn được một cái chứng chỉ, đó là chứng chỉ nhồi bột làm bánh. Đó, nhồi và xé và xé và nhồi và nhồi và xé và xé và nhồi. Đó, rất là vui luôn nha. Mình sẽ vô phụ luôn. Trời, công đoạn này thật ra là thấy một mình cô chị làm thì có vẻ là sẽ vất vả đó, lên cơ chuột hơi to đó, cho nên là mình sẽ tới để mình chơi luôn. Vui lắm nha, đã lắm các bạn. Bây giờ tụi em sẽ ra thay thế để làm người quay video. Đó. Và các bạn xem đây, hãy xem biểu diễn làm slime tốc độ. Tăng 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 tăng. Nhồi 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 là nào là nhồi 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 nào là xe nhồi xe nhồi. Đó, cứ bóc lên bóc xuống. Nhìn nó là như vậy thôi, thật ra là mình đã bấm nhanh rồi đó, tua nhanh rồi đó chứ các bạn. Chứ còn thật ra hả, xé rất là mỏi tay luôn và rất là lâu luôn. Đó, và trong lúc xé cũng rất là vui. Hai bên chơi với nhau giống như là giành lộn vậy đó các bạn coi nè. À, kéo bánh ướt, kéo bánh xèo. Đó, giống như mình đang nhồi bột hay mình làm cái gì vậy, mình cũng không biết nữa. Mà đại khái nó rất là vui luôn. Hay là tơ vậy các bạn, đó nó quấn vòng. Nhìn tiếu không? Đó, nó kéo sợi như vậy á. À, cứng lắm nha, nhưng mà khuyên nhở mình xé và mình đã rút ra được một cái kinh nghiệm. Không biết là các bạn nghĩ như thế nào, nếu như mà cái slime mà trong lúc xé đó các bạn đừng có đứng xé không thì nó sẽ rất là lâu, mà chúng ta vừa xé mà vừa trộn với lại cái slime kia thì từ từ nó sẽ dính lại liền như thế này. Đó, thấy chưa, nó dính lại rồi đó. Và bây giờ là tiếp tục xé nó ra đó. Và nếu như mà nó cứng á, biết sao không, đừng có thêm sữa gì mấy cái này cái kia, các bạn cũng có thể thêm chanh, cũng có thể là thêm xà phòng để cho nó nở ra, giãn ra. Nhưng mà cái cách của mình rất là đơn giản, mình sẽ thêm nước thôi các bạn. Cơ bản là nó cứng, là nó có borax nó hơi nhiều thì mình sẽ thêm nước, nó loãng ra là được đó. Mình cứ thêm nước vô đó các bạn, không cần phải là bỏ chanh hay là bỏ xà phòng gì hết. Đó là một cái bí quyết đó nha. Đó, thêm nước vô thôi đó. Và cứ như thế chúng ta cùng nhồi đó. Trời ơi, thấy gì chưa đẹp lắm đó nha. Có điều là các bạn không có ở đây chơi chứ tụi mình được thôi, chứ tụi mình chơi đã dữ lắm luôn. Kéo nó kìa, trời ơi, trời ơi, đã lắm. Và có lẽ là mình phải nhường lại cho cô em để cô em chơi khúc này cho nó đã chút xíu. Trời ơi, thương lắm, đã lắm. Đó, tặc. Coi nè, kéo này nha, 1, 2, 3. Kéo. Trời ơi, giống như là cái bánh ướt đó các bạn. Cái bánh ướt á. Trời ơi, đã lắm rồi, nó mỏng lắm rồi. Vừa làm sao? Mà vừa đổ bánh ướt luôn, trời mê kéo nó đổ ra ngoài luôn. Trời, đã lắm nha. Slime coi như là đã ok rồi các bạn. Mình thích thì mình cho thêm nước nữa thôi. Bây giờ thì tới cô em vô. Đó, và cô em sẽ rắc ra, mình sẽ làm slime mây theo kiểu là mình bỏ tuyết vô, mình rắc rồi mình rắc nước lên. Và các bạn thấy tuyết không? Và mình sẽ nhồi lên, sau đó mình cứ rắc tuyết, bỏ nước. Không cần phải pha tuyết trước luôn. Không cần pha tuyết trước luôn, cứ rắc tuyết giống như là mình đi muối tiêu muối rồi vô ha, mình đang nhồi bột bỏ muối rồi vô, sau đó mình sẽ bỏ nước rồi vô, rồi mình lại trộn đó. Một cách làm slime mới luôn nha. Đó,
rồi cứ tiếp tục như vậy là bỏ tuyết vô, rồi bỏ nước vô, bỏ tuyết vô, rồi bỏ nước vô, và trộn và kéo, và trộn và kéo lên cái chuột luôn đó các bạn nha. Đó, thấy làm như vậy thôi chứ mà vừa vui mà vừa mệt đó, thấy tuyết không? Đó, thấy tuyết không? Nó bắt đầu nó lên lên một tuyết rồi đó, nó xù xù ra rồi đó, thấy không? Nhưng mà nó phải rất là nhiều tuyết luôn thì nó mới được đó. Và suy nghĩ một hồi nữa thì cái cách đắp tuyết này nó cũng hơi bị mất công hai người, thay vì pha tuyết luôn đúng không mọi người? Đó, nó lên này nè, nó thành kem rồi đó, giống như là slam kem rồi đó. Yeah, I am kem on, tôi bán kem cho kem vani thơm ngon. Trời ơi, con chạy xuống đã dễ sợ luôn, rất là đã luôn các bạn, chơi nó đã dễ sợ. Làm cái này làm tới sáng luôn cũng chưa xong nữa, vừa làm vừa chơi á mọi người, có quyền mà đúng không? Tại vì mình chơi mà thì mình vừa làm vừa chơi đó. Rồi lại tiếp tục vào nước và bỏ là tuyết, bởi vì nó chưa có ra được cái độ may, quyết định rồi sẽ bỏ nước ra thao đi cho chắc cú. Bây giờ mình sẽ bỏ mỗi một lần như vậy là hai bịch tuyết, sau đó thì mình sẽ rắc nước vô từ từ mình trộn nó ra đó, rồi mình sẽ trộn vô trong cái kia đó, tuyết nó tung tung lên đó các bạn. Có điều mình quay hơi nhanh thì các bạn thấy á, nhưng mà vẫn thấy là nó nở lên đúng không? Hồi nãy có tí xíu rồi, bây giờ nó đang nở lên từ từ đó, nhiều hơn rồi đúng không? Phải tiền mà mình rắc nước cái mình nó đầy lên vậy, ngon quá ha. Đó, có ai để ý không, cuộc đời rất là bất công với lại bé Út Chibi luôn á. Hồi nãy khúc chơi là cô em được chơi nhiều hơn, bây giờ tới khúc nhồi tuyết thì chị bé Út Chibi lại tiếp tục vô nhồi phụ nè đó. Và bây giờ nó đã tơi ra rồi thì lại nhường cho cô em đây, các bạn xem nè, nó bắt đầu nó tơi ra nhiều rồi đó, thấy không? Đó, nó ra màng rồi đó. Nhưng mà nhìn xa các bạn không có rõ đó, đẹp chưa? Đó, nhìn giống như là dãy căn hè, ôi thích quá thích quá. Có điều là bấm hơi nhanh đó, là nhà bay hơi nhanh đó, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn thấy tuyết ra chưa? Đó, wow, một cảm giác rất là đã, cà quay nữa chứ. Trời ơi, nguyên cục to luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nguyên cục to, chúng ta thả xuống. Đó, leo lên ghế luôn. Wow, rất đầy nhà luôn. Chơi cho đã xong hồi dọn cũng đã nữa các bạn. Đó, và bây giờ banh nó ra luôn như thế này để kéo nha. Đó, hai chị em, hai cục. Rồi bắt đầu kéo nó ra. Nhưng mà không phải kéo để chơi đâu các bạn. Mình sẽ chia cục ra để mình trộn màu đó. Đó, mọi người một cục vô như là nhồi bột vậy đó, cái tuyết nó sẽ dính xuống cái nền nhà chút xíu nha các bạn. Đó, chơi xong thì chịu khó mình lo dọn nhà, nếu không mình sẽ bị la đó. Và bây giờ thì sẽ bỏ màu vô chai màu khổng lồ này, cái nắp nó hơi khó một chút xíu, để trực tiếp vô luôn, nhưng mà chơi ít thôi, màu xanh đậm đó. Nếu không thì nó sẽ nhiều màu lắm đó. Và bây giờ bắt đầu kéo, các bạn thấy màu nó lên rồi đó, trời ơi đã ghê nha, nó tơi đã lắm luôn các bạn, vừa dẻo mà nó vừa đó, thấy chưa. Trời ơi thích ơi là thích luôn, nó vừa mềm nha, cái slime của tụi mình làm vừa mềm vừa xốp mà hả, lại vừa dẻo là dẻo luôn đó. Và đây là cũng chơi thử luôn cho các bạn biết là cơ sở cũng như là tuyết thường của shop FTB thì chúng ta vẫn làm được cái slime rất là chất lượng luôn. Ăn thua mình đã làm cái gì cũng từ từ nha, lúc mà mình làm cơ sở với lại borax mình thao cũng từ từ, rồi sau đó mình bỏ tuyết cũng từ từ và cứ rất là bình thường ha. Có hải khô thì mình bỏ thêm nước, các bạn không cần phải vội vàng lo lắng, cứ thêm nước vô là được. Và bạn kia hình như là đã pha được một cục xanh xanh, bây giờ pha một cục vàng vàng. Thích ghê luôn á. Này, bắt đầu cục vàng vàng đó, chế màu vô rất là cẩn thận nha. Sau đó là cứ thế mà nhồi thôi, một hồi nó kéo ra nó ra màu thì nó mới đẹp. Buổi sáng hay chọn màu hồng, à có là cô áo hồng thì sẽ chọn màu hồng, lấy cái áo quẳng cái nắp. Nó hơi cứng á đó. Đó, màu vàng lên này nè. Các bạn thích màu nào? Bạn nào thích màu nào comment. Đó, thích màu nào comment. Đặt mua ở shop BFGB là sẽ có đủ màu hết luôn. Một hũ slam may 30.000 đồng là có luôn màu Galaxy. Ôi trời, cục màu trắng các bạn không tô màu luôn, và bạn quyết định sẽ bỏ màu hồng vào trong cái cục màu xanh và nhồi một hồi nữa nó sẽ ra màu gì các bạn. Đó, thế cũng chuyển màu rồi đó, thấy không? Màu hồng, màu xanh bỏ là màu hồng, rồi bây giờ nó ra màu gì? Còn bên đó thì chỉ có một màu vàng thì mình biết nó sẽ là màu vàng rồi. Yeah, nó ra màu Galaxy và màu tím nè, đẹp chưa? Wow, đó, các bạn thích màu đậm hơn hay là thích màu nhạt như thế này? Ôi cô này cũng bắt chứ, tính bỏ một xíu màu hồng vào trong màu vàng thì phải, để ta thay mới đáng rồi đúng không? Trời, bỏ màu xanh mọi người ơi. Đó, và sau đó thì mọi người đã quyết định là để bốn cục vô và sẽ rải màu hồng lên phía trên để kéo thử coi là cái mây nó sẽ đẹp như thế nào nha. Các bạn hãy cùng hít thở để xem là cái slime mây của chúng ta nó sẽ đẹp như thế nào. Đây nè, hồi hộp quá. Đó, kéo nó ra rất là nhiều mây luôn á. Rồi bây giờ bắt đầu nè, trộn nó lên. Wow, thấy gì chưa? Đứng tim luôn, thấy gì chưa? Đây, chiếu chậm lại cho xem. Ôi, trời ơi, đứng lên luôn. Đẹp quá, trời ơi mây, mây trên trời rớt xuống đất. Wow, đẹp quá mọi người ơi. Wow, hãy xem nè, cảm giác thật là tuyệt vời. Wow, kéo lên mây nó đủ màu hết luôn. Và chúng ta là tiếp tục kéo, coi là bạn áo hồng kéo đẹp hay là bạn áo xanh sẽ kéo đẹp. Chúng ta bình luận xem là áo hồng kéo đẹp hay áo xanh kéo đẹp nha. Đây, đây là cô áo xanh. Ôi trời ơi, nó rớt xuống kìa.
làm slam đã cực nhưng mà chơi slam cũng là một nghệ thuật nha. Đó, bởi vì khi chơi slam đẹp đó là nó phải kéo ra to như thế này, to như thế này. Theo mình thì mình đã bình chọn cho là cô áo xanh kéo này đẹp quá à. Nó giống như là một tấm màn mây luôn, thấy gì không? Không tưởng tượng đó là slam đâu các bạn, tưởng tượng như là một tấm vải lụa đúng không nào? Ôi sao mà đẹp dữ vậy nè, nó đang rơi xuống. Rồi các bạn không tưởng tượng được đâu, nếu đang có ở đây thì mời các bạn cùng chơi chung chắc là vui dữ lắm luôn. Phải chi mà có các bạn đang ở đây thì chúng ta sẽ chơi rất là vui đúng không nào? Ôi, yeah. Nhưng bây giờ không có các bạn mình vẫn vui luôn. Xin lỗi nha, bởi vì nó quá đã luôn, hãy xem lại nè. Ôi trời ơi, cái này mà trùm lên người thì nó sẽ dơ hết áo luôn, cho nên đừng có trùm lên người, chúng ta chỉ kéo. Ôi cô áo hồng kìa, áo hồng ở đây kéo cũng đẹp rồi đó, mọi người thấy chưa? Thấy cái pha kéo của cô áo hồng chưa? Quá hoành tráng luôn đúng không nào? Đó, cái này mà quay nhanh thì nó không đẹp đâu các bạn, cho nên là mình đã quay chậm lại để cho các bạn thấy rõ là nó rớt xuống như thế này, chứ không phải là cái slam đó nó bị cứng đâu. Đó mà mình cố tình quay chậm để cho các bạn thấy là cái slam đó nó bung lụa, nó rớt ra quá đẹp luôn. Đó, đẹp tuyệt vời luôn. Hồi nãy á, thật ra là trong cái lúc làm á, là hai bạn này nói trời ơi, ngồi slam mỏi tay muốn gãy tay muốn lên chuột luôn. Nhưng mà bây giờ tới cái khúc mà kéo slam nè, dù mệt nhưng mà vẫn rất là vui. Đó, rất là vui luôn các bạn. Và sau khi chơi xong các bạn biết sao, mỏi cả tay luôn. Đó, nhưng mà còn bây giờ nè, quá mê say luôn. Đó, lại tiếp tục kéo. Đó, chúng tôi là những người dân tơ. Đó, và tơ đang rơi xuống. Đó, tơ xanh, tơ vàng. Đó, cô Hồng kéo tơ đẹp chưa? Bắn ra, bắn ra, bắn ra. Đó, tiếp tục bắn luôn. Wow à, trời ơi, coi kìa, càng bắn nó càng giãn luôn. Wow. Wow, phải chi mà có các bạn ở chung nữa, chúng ta sẽ kéo nó ra nữa. Wow, rất là tuyệt vời quá đi, không tưởng tượng được luôn. Đây là tiếp tục kéo được nữa luôn, các bạn còn được là còn kéo. Thật ra hai bạn này không thể nào kéo hết được cái đống lam to đùng này được. Nếu như có nhiều người thì sẽ kéo được rất là đã luôn nha. Nếu như các bạn mua một bịch keo sữa 1 ký này nè, rồi mua làm giống như mình vậy đó, xong các bạn rủ nhiều bạn lại cùng kéo chắc là đã dữ lắm luôn nha. Giống như chúng ta cùng thả lưới bắt cá nào, chúng ta cùng thả lưới bắt cá. Rồi đó, bây giờ hai người đang phối hợp kéo nè, các bạn thấy không? Yeah, xin chào mọi người có thích không? Đó, bạn nhớ đang chỉ tay ý là nói lên cơ chuột á, đó là bye bye đó. Đó, bye bye, cho nên là nằm thoải mái đó các bạn. Đó các bạn, đó ý là hồi nãy là bye bye rồi, bạn bây giờ nằm chơi cho thoải mái đó. Nhưng mà hả, mình hả vẫn tiếp tục quay luôn, vẫn tiếp tục quay luôn để bóc phốt đó hả, là nói là lên cơ chuột. Nhưng mà các bạn thấy không, đó lên cơ chuột xong rồi vẫn đi vòng vòng đó, thấy chưa? Hồi nãy bè đặt bye bye, bè đặt chỉ cơ chuột đó, bây giờ thấy chưa, vẫn tiếp tục mà còn đi vòng vòng, còn kéo cho cao nữa chứ. Đó rồi đó, đó thấy chưa, thấy chưa? Đó con cô kia là rớt xuống là bóc lên, là rớt xuống này áo giờ áo hồng rớt là bóc, rớt là bóc, rớt là bóc, rớt là bóc, rớt là bóc. Tức cười lắm các bạn, nó nặng á, kéo lên xuống rớt xuống, rớt là rớt, rớt là rớt, rớt là rớt là xuống này rồi. Tiếu ơi là tiếu luôn, tức cười lắm đó. Và đây là khoảnh khắc hai chị em hả bye bye rồi hả, mà mình nói nhỏ là vẫn còn tiếp tục chơi rồi phải không? Đó bây giờ còn hai người phối hợp kéo nó ra nữa chứ, coi nè. Đó đó, mình quay chậm lại cho các bạn xem cái độ mê chơi slam của hai bạn này cũng không phải dạng vừa đâu. Đó, giả bộ kêu mệt á, đau chuột hả, mà đã thấy chưa, nằm rồi đó mà cũng còn thấy không, bóc slam chơi. Còn cô áo hồng thì có vẻ là chưa có mệt mỏi hết, thấy chưa, thấy đẹp không, mà đẹp thiệt. Rồi coi kìa, ôi ôi, mà nhờ tiếp tục quay vậy mới có những cái pha slam nó dễ thương như vậy đúng không mọi người, đẹp thiệt luôn nha. Nếu các bạn thích thì nhớ bấm like nha, đừng quên bấm like, cũng như đừng quên đăng ký thành viên kênh DTV Vlog để ủng hộ tụi mình, đừng nghỉ luôn á, ủng hộ tụi mình bấm like cũng như là đăng ký thành viên để cùng xem những video đó. Kéo lưới thả lưới nè, càng kéo lên nó càng xuống, các bạn thấy không, cô áo hồng đang kéo kìa, đẹp quá đó, kéo lên. Ôi bây giờ mình mới biết là không cần kéo xuống thì nó mới thả slam, mà mình kéo lên nó vẫn lên slam được đó, thấy không? Còn cô chị đang làm gì vậy, đập vậy trời. Đó, nhìn cô em chơi mà tức á, tức á, bây giờ tao lười biết chơi mà tao thấy nó chơi là tức á, tao lại chơi tiếp. Tao lại chơi tiếp, dù là hồi nãy tao nhờ làm thế thì mỏi tay á, nhưng mà tao tức á, tao chơi tiếp á. Đó, chơi một tay luôn để ghiền. Đó, còn cô em đang rất là mê mẩn luôn mọi người ơi. Mình thì phải quay video, mình cũng thèm lắm, một chút xíu mình tắt video mình sẽ chơi. Đó, đã chưa các bạn nhìn nè, một cô gái đó đang thả hồn vào slam, một bức tranh tuyệt đẹp. Một cô gái đang thả hồn vào slam, hai cô gái chứ lộn, hai cô gái đang thả hồn vào slam, ngắm slam với vẻ mặt mê mẩn, đờ đẫn, thờ thẫn, bởi vì slam quá sức luôn. Và các bạn phát hiện gì không, bây giờ slam nó còn có một màu thôi, hồi nãy rất là nhiều màu. Bây giờ nó chỉ còn có một màu vàng, vàng đó, vàng trắng thôi. Cái này mình thích mình có thể trộn màu vô tiếp. Thích mình có thể trộn màu vô tiếp. Và đó cũng là một cái bí quyết, các bạn muốn chơi slam mà nhiều lần á thì mình nên trộn màu nhẹ thôi. Đầu tiên các bạn nên trộn màu lợt lợt thôi nha, sau đó thì mình sẽ tô trộn màu đậm lên để chúng ta được nhiều lần trộn slam kéo màu. Cái lúc mà kéo màu nó rất là đã luôn đó, thả xuống như thế này mà nếu nó có màu thì phải quá tuyệt vời đúng không các bạn. Coi kìa, nó rớt xuống kìa, chịu đời nổi không,
tôi nhìn mà tôi thèm đó. Đó coi kìa, trời ơi. Wow, và cô ấy ngắm Islam kìa các bạn, dòm cái mặt kìa, mê kìa. Thật lớn rồi người ta mê trai đi, mê Islam. Trời ơi coi kìa, trời ơi, coi cái mặt kìa, lớn rồi mê trai đi bạn ơi, mê Islam. Coi kìa, thôi nói giỡn vậy thôi nha, chứ đừng có mê trai, mê chơi Islam, mê học đi nha. Đó, cứ như các bạn này nè, mình sẽ chơi trò chơi này, chơi trò chơi kia đi, chứ đừng có mà yêu đương đồ thế này thế kia, không hề tốt, phụ huynh không hề thích điều này. Thấy không, Islam rất là đẹp luôn. Đó, và bạn kia, trời ơi, chơi Islam may bớt kìa, bớt như bớt bột vậy kìa, áo hồng kìa các bạn, áo hồng kìa, bớt kìa, quặn kìa, dắt kìa, trội dắt, dắt như dắt khăn nha, ôi tôi không phải là khăn, kéo như kéo kẹo mạch da vậy đó, đó. Vui ha, thấy không, cái đó là sức hút của Islam, cho nên tại sao mà ai cũng mê Islam đó. Các bạn này rất là mệt rồi, nhưng các bạn xem kìa, nằm luôn mà cũng còn chiến đấu với Islam, cũng còn chơi với Islam. Có ai vậy, từng vậy không, có ai mà từng mà nghĩ mà nằm chơi Islam không đó. Còn bạn bên kia kéo kìa, đẹp chưa, một cái hình tam giác. Một hình tam giác giống cái gì các bạn, rất là dễ thương nha. Islam nó chụm lại ở phía dưới đó, đẹp quá à. Nằm nằm coi chừng rớt tóc vô nha bà ơi, coi chừng tóc nó dính Islam là tiêu luôn đó bà ơi. Đó, bà mê Islam quá đó, cẩn thận nha. Nói giỡn thôi chứ hai người bạn này rất là dễ thương đó mọi người ha, rất là dễ thương luôn, chơi rất là nhiệt tình, rất là vui luôn nha. Đó, mình cứ hồn nhiên, mình cứ vô tư như vậy đi, không sao đâu. Thì mình chơi mà mình muốn nằm cũng được, mà mình ngồi cũng được, mà mình đứng cũng được, bạn bên kia quỳ gối. Đáng lòng thiệt chứ, chơi mà quỳ gối có ai phạt đâu mà quỳ gối. Cái này giống như là thử thách quỳ gối chơi Islam với lại thử thách nằm chơi Islam vậy đó mọi người. Chịu nổi luôn á, nói quỳ gối cao xong giờ quỳ gối thấp. Nhưng mà thấy cũng vui đúng không đó, các bạn thử một lần vừa nằm vừa chơi Islam xem nó như thế nào, có thú vị hay không đó. Còn video thì chắc là sắp sửa kết thúc rồi đó. Nhớ nha, nếu như bạn nào thích thì đừng quên ủng hộ bằng một cái like cũng như là đăng ký thành viên và xem nhiều video nữa. Còn thích làm thử thách nào thì cũng có thể comment ở phía dưới cho tụi mình, để tụi mình sẽ nghiên cứu và làm ra những clip, ấy những clip, chứ là không phải clip nha, những cái clip cực kỳ dễ thương đó. Trời ơi, chừng té té ụp mặt vô hũ Islam cái vui lắm luôn. Giấy cầu trời cầu Phật cho nó chơi chơi, nó té ụp mặt vô, ụp vô, ụp vô, ụp vô, té vô, ụp vô, ụp vô, ụp vô, ập vô, ập vô đó, nằm nằm nghiêng nghiêng các ha, nghiêng nghiêng. Ủa bye bye luôn hả, rồi vậy thôi bye bye, hẹn gặp lại ở video sau nha.